Mẹ à, mình như là có bọn nó rình thì sao anh ạ? Thế đéo nào em thấy là bố mày cái lá chuối này nó cứ đung đưa thôi. Cái tổ bà mà lá chuối khi gặp gió thì nó chả đung đưa thì sao? Hai thằng ngồi chơi đá với nhau xong bắt đầu là ngồi trong cái phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không anh ạ, chắc chắn là địch mẹ có bọn nó rình. Chứ không thể là thế này được. Vì sao mà lá chuối này cứ đung đưa đấy kia nè. Đéo đúng. Lúc đấy là ma túy nó nhập vào người rồi thì ông sợ là có người theo dõi ấy. Đấy là ông làm sai rồi. Chứ còn hai ông mà uống rượu nhau trong phòng thì chả có sợ cái gì cả. Và chả có cái lá chuối nào đung đưa mà ông phải hoảng cả nhá. Nắm ông ngồi mẹ à, chơi trong nhà nghỉ xong đi ra nhá. Mắt nợn, mắt quạ. Mẹ à, trông thế thôi anh ạ, chứ đéo phải đâu. Nếu ngứa trong thùng rác kia là cũng có thể là có công an nó rình đấy. Bây giờ nó trá hình nó còn mẹ đóng giả là cả nó ngồi trong thùng rác luôn, nó rình anh em mình ấy. Đi đi về anh ơi, về đi về. Em đèo mẹ à, thấy cái người ta đẩy cái xe xác cũng là gì? Nào là nữ cảnh sát nó ngụy trang rồi là đội trưởng rồi là đội phó đội ma túy này kia đang ngồi trong nấp trong đấy để mà rình bắt đấy này các nghiệp vụ cao thế. Đây là những ông ngáo đá thôi, công làm điều sai thì công sợ thì công sinh ra cái hiện tượng như vậy thôi. Chứ còn đèo mẹ giờ lại nghi là cả có cả ông đang ngồi trong thùng rác để mà rình, tôi cũng đến nại cơ ông sợ thật. Đang ngồi trong cái xe rác ấy, đang gọi là đang ngồi trinh sát, đang ngồi gọi là đài kia đấy, làm gì có. Nếu mà mày mà vào đấy mà mày đi cặp với con bồ nhá, thì chắc mày không nghĩ là ở mày mà đang nghỉ cặp với con bồ ấy, mày lẹn xong rồi mày về thì chắc mày không nghĩ là trong thùng rác nó có người đang rình mày đâu. Hoặc là mày ngồi hai thằng ngồi trong phòng uống rượu không bờ nghĩ là nhìn ra cửa sổ thấy cái lá chuối đung đưa thì lại bảo là có thằng nó rình đâu. Nó mẹ toàn những ông cứ chơi vào bắt đầu ngáo ngơ bắt đầu nghĩ mẹ cớm anh ạ. Nếu phải đêm từ lúc em đi lấy đồ về giờ nhá, có hai thằng nó cứ đi theo em, hai thằng đi Ablet anh ạ, lúc nó bật đèn lúc thì nó tắt đèn, đéo hiểu làm sao mà lúc em nhìn nó lúc em không nhìn nó đâu, sợ. Con mẹ à, mà đi xe thì nắp mỗi cái gương là gương ở bên tay trái, thế đến khi mà mày nhìn qua gương thì thấy là con nào Ablet đi theo sau. Chỉ mà nhìn qua gương lại cũng đéo thấy con nào đét đâu, bởi vì nó lại ở bên phải mày rồi nhá, thì mày nhìn làm sao được. Em chơi đi đồ mà ra nghi như tờ tháo mới sợ thật. Ra đến là gì, là lủng ở cái chỗ đấy, nhưng ông lủng là ở cái chỗ đấy. Vụ lá chuối anh nói y hệt như em nghĩ, thì đấy là gì, thằng cô tô thằng em là tôi nó ngồi trong nhà nó là nó cứ ngồi ở nhà nó cô ngồi đấy từ lúc anh vào đến giờ nhá. Hôm cái quả kèo lá chuối này, cái quả kèo có người đi theo này, quả kèo có người trong thùng rác này, nó có cả cái quả kèo là như này nữa anh ơi. Anh có nghe gì không? Không cái gì, mình đang ngồi quay dích mà chứ anh không nghe gì á anh ơi. Không mà tự dưng chó nó cắn như này đâu, thề chắc chắn là phải có vấn đề thì chó nó mới cắn như này, chứ không mà tự dưng chó nó cắn như này đâu. Đấy lại cắn anh ạ. Anh đừng quá gì nhá. Ít con mẹ mà chó ở quê thì chó làm đéo gì mà nó chả cắn. Không anh ơi, nó cắn gắt như này là không phải đâu. Chắc chắn là có bọn nó đang đi vào đây rồi. Thôi anh em mình ra ngoài quán nét đi. Đi, anh em mình ra ngoài quán nét ngồi đi anh ơi. Chứ trong này là không gì đâu. Chưa bao giờ nhà em nó chó nó lại cắn như này cả. Ôi giời, mẹ mày sợ thật đi như vậy. Bây giờ chó nó cắn các bố ấy cũng quy ra này, mẹ mà có công an đang rình. Em để mà nói mấy cái ông mẹ ông chơi đồ chơi đá vào công đầu công đa nghi công nghĩ ngợi. Thế đéo nào sao vậy, tự dưng hôm nay chó nó lại cắn khác thế nhỉ? Ừ, nó cắn khác vào hôm anh ạ. Mà hôm nó cắn khác cơ, chứ hôm nay không phải cắn này đâu. Đêm thì chó nó cắn ma, ba thằng đập đá thì có cái thằng ở ngoài nó sập xí sập ngầu bắt đầu nữa. Đi đi lại lại thì thi thoảng chó nó phải cắn là đúng rồi. Không, mẹ chó nhà hàng xóm nhà em thì em phải biết chứ, không bao giờ tự dưng nó lại cắn nhai cả anh hiểu không. Thôi anh em mình đi dọn anh em mình ra ngoài con nét ngồi anh ơi cho nó chắc. Mèo còn mẹ à, mình nắm bố lại còn bày đặt dung rồi đấy để mà có tí đồ còn sót lại là để tí bố về nhà bố ngồi cho nó chắc ấy nhá. Gơm thật ma với chả tà, toàn tự mình dọa mình thôi. Người Nhật Bản vừa chào đầu cũ kìa. Ok, có mấy ông người nước ngoài này, có hai ông, một ông đích có dấu tích tức là trên 100 sắp đăng ký này,
Can you speak Vietnamese? Ông này là ông gì đây? Ông này ông viết tắt tiếng Anh mình không dịch được. Làm hơi nhớ. Con mẹ à, mình cứ sợ cái đồ này gì. Các nhà khoa học trên thế giới còn tìm ra và công nhận cái đấy mình không phủ nhận được. Tất nhiên là gì, các cái trường phái ví dụ như là các nhà khoa học mà mình biết qua cái đấy là qua các báo đăng thôi. Và cái báo đăng này nó có cái mùi, nó có hơi hướng của gọi là những cái mang chất là gì về cái sự tôn giáo. Chứ còn nếu như mà bây giờ mà hỏi về tôn giáo về những người theo theo đạo thì người ta cũng không 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 để ý chuyện ma tà nhiều nhá. Ông lại chơi vào này, sao hôm trước anh sang nhà em chơi mà hôm nay wifi thì em lại yếu thế nào nhỉ? Hay là hôm trước anh hack cái wifi của nhà 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 em à? Nếu lắm ông quay quay dích với quay man thì anh này nó đùa toàn anh em với nhau mà sao anh này lại đi anh lại hack cái nick dích của em làm gì? Nó có bao tiền ở trong cái đâu mà nó đùa anh. Cái con mẹ à mày vừa mới ngồi nập cái nick xong, nập nick mới xong rồi chưa? Tí nó đăng nhập lại còn đéo nhớ mật khẩu là cái gì. Lại còn quả kèo điện thoại thật đúng rồi. Ông không có tin đâu, nếu mà vừa mới lập nick xong tí nó quay lại nhá. Tí nó nhập lại đéo nhớ mật khẩu là gì luôn. Ừ, chơi vào nó thế mà nhớ thì đéo được trong vòng có 5 phút thôi, chứ còn bây giờ này này, này còn có bố lại còn nghi là có người khác nó hack mất nick của ông, thế nên là tự dưng nó lại này, này hack mất nick của em nhỉ. Rồi bắt đầu bố cuốn bố ngồi có điện lên tổng đài hỏi bọn bọn tổng đài anh nghe thế làm sao mà nick của em vừa mới nhập xong mà lại bị mất được, sao chỗ hack mất nick của em được là thế nào nhỉ anh nhỉ, sợ thật như này các anh làm ăn này chứ. Cái con mẹ ảo, nick của mày không bảo mật, nick của mày nó lại vừa mới nhập xong nập cái nick ảo mà để vào cái ăn cái 2 lần lượt quay miễn miễn phí đấy mà nhá. Thế đâm ra là gì, là các bố ấy có nó nhớ đéo đâu mà quay ra các bố này ổn này lại tự nghi ngờ lẫn nhau xong lại sao anh lại hack của em lại thế này lại là thế kia, sợ thật. Cái quả kèo điện thoại có cái phần mềm mà nó ẩn ấy. Không anh ạ, đợt này cái đéo nào điện thoại em nhanh dùng nhanh nhanh hết pin lắm. Mà hôm trước em đọc được nên là nó có cài phần mềm theo dõi thì nó nhanh hết pin, các cái phần mềm nó chạy ẩn đấy anh ạ nhá. Thế là thôi, cả nguyên một đêm là bố ấy ngồi bố ấy đi mẹ mà tìm các cái phần mềm chạy ẩn với ứng dụng chạy ẩn ở trên cái điện thoại sim em nó bị theo dõi. Không, điện thoại em chắc chắn hôm nọ nhá, em đi sửa sửa điện thoại nhá, thì đéo nào cái thằng sửa điện thoại ấy, lại có cả một công an nó vào nó sửa luôn ở đấy. Em nghi là bọn này nó cài vào đấy anh ạ, nó cài phần mềm theo dõi vào đấy đấy. Khả năng anh em mình bị định vị con mẹ rồi anh ạ. Ôi giời đi con mẹ à mình. Ôi giời, nếu có bố chơi vào, bố có những quả kèo, có bố tưởng tượng, có bố như kiểu là con mẹ mà một một gọi là một trọng án, một tội phạm quốc gia hay là một gọi thế này, một thế kia ấy, sợ thật đi. Không phải, em có phải là thằng ngố đâu, em nhìn này em biết chứ. Đây là cái phần mềm này, nó là phần mềm béo gì này. Bot.txt mà EAXD cái gì này anh này, đấy. Cái này là không biết là cái gì luôn này, cái này là khả năng là rất có thể luôn này, chứ làm sao mà lại tự dưng lại lại bị thay được.